Thưa quý vị, chiều 22 tháng 1, khi hai chiếc xe tải và xe máy lưu thông ngược chiều nhau trên đường, do sương mù chắn tầm nhìn và di chuyển với tốc độ khá cao, nên hai bên đã xảy ra va chạm nghiêm trọng. Theo clip camera hành trình ghi lại, thời điểm xảy ra tai nạn, cả xe máy và xe tải đều cố gắng tăng tốc để vượt một phương tiện khác. Tuy nhiên, do có sương mù nên có thể tầm quan sát bị hạn chế. Hai phương tiện đã lao vào nhau với tốc độ rất cao. Hậu quả là người đi xe máy bị hút bay ra nhiều mét. Vụ việc trên được ghi lại tại thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai vào dịp cuối tuần vừa qua. Vụ tai nạn giống như là một lời nhắc nhở cho những ai tham gia lưu thông cần hạn chế tốc độ trong điều kiện sương mù, tầm nhìn kém.